Rồi nè anh em, sau khi mà mình đã làm xong nha, nè mình đã làm thành phẩm xong cái hộp đựng mồi này như thế này nha, mình gắp vô luôn. Cái hộp đựng mồi này á, khi mà mình làm xong phải không, thì mình đưa vô đường này nè, mình đưa vô đường này nè, mình hạ này xuống nha, mình hạ cái cánh này nè, đó, mình hạ trước này rồi mình nung vô sống cho mình đưa anh em mình gắp lại nha. Nè, đó, mình dở lên này ha, nè hộp đựng mồi lên thế nè, hộp đựng mồi mình bỏ mồi vô đây này nha, mồi đây sống cho lấy cái này nè mình đậy lại, nè lấy cái này nè mình đậy lại, cái lên đây mình làm cộng dây chì gì đó, mình gài lại như nè, là ok nha, xem như là thành phẩm nha, là ok luôn đó, anh em thấy không? Đó. Sau khi mà cái bẫy chuột tự động mình làm thành phẩm xong là như thế này nè anh em. Cái bẫy này hiệu quả lắm nha. Cái chỗ nào mà có chuột đi, ít hay nhiều mình không cần biết nha, ít hay nhiều thì anh em cứ đặt đi, bảo đảm với anh em á là sẽ dính nha. Hiệu quả tuyệt đối 100% luôn. Thì anh em cứ làm đi. Nè, đầu tiên nếu anh em á, anh em sợ á, thì anh em làm, tỷ anh em sợ thì anh em làm thôi nha. Tỷ anh em làm một cái thôi, anh em làm một cái thử trước đi. Rồi khi nào anh em thấy hiệu quả thì lúc đó anh em phải mua lưới nhiều, rồi anh em làm nhiều lên, anh em đi đặt đi. Đi qua cây ra ra gần á, đặt kinh tế là bảo đảm nha. Còn màu á thì mình nói nha. Màu á thì anh em sử dụng á là màu gì thì cũng tùy nha, tùy theo ở cái vùng, tùy theo cái chỗ của mình. Giả sử mình có cái màu gì thì mình đặt một màu đó. Giả như mình có khóm á, thì mình bỏ khóm vô đây ha, mình đặt để chỗ mình có dừa hay có khoai gì đó thì mình bỏ vô đây. Còn nếu như á mà mình còn nếu như mà anh em mà dùng cái bẫy này nè mà đặt chuột ở trong nhà nha, là mình nói đặt chuột ở trong nhà thì anh em dùng cái con mắm nha, anh em dùng cái con mắm mình á, con mắm cá sặc cũng được, mắm cá linh cũng được, anh em bỏ vô đây nè, một con hai con nha, là bảo đảm anh em á là đặt đi rồi có chuột lắc chuột xạ trong nhà, mấy chuột đó hôi lắm nha anh em, nghe nó hôi lắm. Rồi mình dùng mồi đó mình đặt đi là bảo đảm trong đêm đó là có chuột sắt chuột lắc á, chuột lắc cái chuột xạ bao nhiêu nha, là chung vô trong cái lồng hết trơn nè, mình dám bảo đảm với anh em chắc chắn 100% nha. Còn khi mình đi ra vườn á thì mình đừng sử dụng mồi đó nha. Đi ra vườn á thì mình sử dụng, nếu mà được á thì anh em chỉ kiếm hộp đậu phộng cho mình nha, cái hộp đậu phộng mình á anh em đi gan á, nước mắm đường á cho thầy kẹo kẹo một tí nha, thầy kẹo kẹo một tí anh em bỏ vô đây đi, là bảo đảm nha, là ngoài vườn á là có chuột dừa ha, chuột dừa đó có bao nhiêu á, chuột vườn chuột đồng rồi đó có bao nhiêu là chung vô cái lồng này hết nha anh em, rất là nhiều nha. Cái bẫy này tuyệt đối là hiệu quả là 100% nha. Hãy gọi anh em cứ làm đi. Ngọc chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mọi người sẽ cùng với Ngọc làm lồng bẫy chuột tự động 2 hôm nha mọi người. Bữa nay mình chơi 2 đồ hôm luôn nha, cho nó dính cho lẻo xíu nè. Mình muốn làm được cái bẫy chuột mà có 2 cái đầu hôm nha, thì mọi người chuẩn bị cho mình nha cái tấm lưới. Tấm này tức là cái tấm lưới chì nha. Tấm lưới chì này á là tấm lưới chì lỗ 1/2 nha. Cắt cho Ngọc á cái chiều dài này nè. Cắt cho mình nha, cái chiều dài của tấm lưới chì này nè là cắt cho mình 51 ô, tính luôn cạnh cây nhọn này thứ 51 nha. Còn cái bề ngang này nè, cái bề ngang này nè là cắt cho mình là 5 tấc nha, 5 tấc. Rồi mình bắt đầu mình làm nha. Rồi từ vị trí này nè điểm lên nha, điểm lên cho mình nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ha. Rồi mình điểm căn cạnh thứ ô thứ 14 phải không? Rồi mình bẻ ngang nha, mình bẻ một lần ngang vậy nè, qua tới bên kia luôn nha. Rồi để mình bẻ một cái nè. Mình bẻ từ vị trí bên đây ha, mình bẻ qua tới bên đây luôn nha. Bẻ này dễ lắm. Đó, mình thọt tay vô nha, thọt tay vô rồi xong mình lặn lặn vậy nè, là mình bẻ là nó chuẩn nha. Đó, mình bẻ là nó chuẩn nha. Cái lồng bẫy chuột tự động này nè là mình làm đi, làm bẫy chuột tự động này nha, là bẫy là hiệu quả lắm nha. Chung bẫy chuột tự động này á, nó tiện được một cái á, là mình bẫy mình không cần phải đi thăm nha. Mình bẫy để đêm tới sáng có là tự động là nó vô nha. Có nhiều nó vô hết trơn nhiêu à. Vô khả năng vô nhiều cái bẫy mình cao lắm nha. Rồi, sau khi mà mình bẻ xong ha, nè. Mình bẻ xong rồi còn cái phần còn lại nè, không cần phải bẻ nữa nha. Mình cầm từ vị trí này nè, mình ốp vô luôn nha, ốp cuốn vô đây nè. Mình ốp vô như thế này nè, đó. Ốp cái gai nhọn vô nha, nè. Canh cho nó bằng hết trơn nha. Mình căng nó mình canh này, canh cho nó bằng hết trơn nha, bằng vị trí này ha. Rồi mình dùng kìm á, mình dùng kìm mình siết là hết nha. Rồi để mình siết một cái rồi cho mọi người xem nha. Rồi nè mọi người, sau khi mà mình đã gắn gai nhọn lên xong ha, nè, xong hết luôn ha, là như thế này nè. Rồi tiếp theo anh em làm cho mình nha. Rồi sau đó mình sửa lại nha, mình sửa cái bọc này nè, cho nó bầu có đẹp nha. Cái khung này á, chúng cái khung này nè là mình không cần phải nịt dây chì nha, không cần phải nịt dây chì viền đâu. Tại một lát nữa mình đưa cái hôm vô đây nè, là nịt cứng rồi nha, đưa cái hôm vô là nịt cứng rồi, mình không cần phải làm, mình không cần phải nịt, cho nên làm cái lồng này rất là lẹ nha. Rồi tiếp theo anh em chuẩn bị cho Ngọc cái này nha. Nè, anh em
cắt cho mình cái tấm lưới này nha, tấm lưới chì luôn, cũng lỗ phân hai luôn, cắt cái chiều dài nè, chiều dài của tấm lưới chì này nha là 30 ô nha, tính luôn hai cái cạnh gai nhọn hai bên này nè, là thứ 30 nha. Còn cắt cái chiều này nè, còn cắt cái chiều ngang của cái này nè là 11 ô nha, tính luôn cạnh gai nhọn này là thứ 11 nha. Rồi sau đó anh em dùng dây chì á, dùng dây chì nha, nè dây chì này là cái dây chì 2 ly nha anh em, dây chì 2 ly nha, mình dùng dây chì 2 ly á, nè chì 2 ly này nè, dùng cái chì 2 ly này ha. Rồi anh em đặt cho mình như thế này nè, đặt từ vị trí này nha, nè cái này nè, tại sao mình chừa gai nhọn nè, chừa gai nhọn này nha, chừa gai nhọn này để là mình nịt cái khung dây chì cho nó cứng nha, để nó không bị lung lơ á, để con chuột nó không có nung ra được nha. Nè rồi tự ngoài này nè, không nói nha, tự ngoài này nè, tự đây nè, từ vị trí này ha, từ vị trí cạnh này nè. Rồi anh em bỏ ra cho mình nha, bỏ cho mình á là tầm cỡ khoảng, Ngọc nói cỡ khoảng thôi nha, lát có gì đâu mình cắt bỏ nha, tầm cỡ khoảng là 1 tấc nha, từ đầu bên đây cũng vậy, bỏ cái đầu bên đây cũng vậy là khoảng 1 tấc luôn nha, nè 1 tấc luôn nha. Rồi cắt bỏ đi, cần mình dễ làm á, nhiều khi nó dài á, rồi nó gọn gàng nha. Rồi sau đó mình nịt hết luôn nha, mình đặt lên vị trí này nè đó, rồi mình nịt cái nhọn này nha. Rồi để mình nịt xong mình cho anh em xem nha. Rồi nè mọi người, sau khi mà mình đã dắn gai nhọn lên xong là như thế này nha, nè dắn hết luôn nha, dắn đều luôn nha, mà dắn cho mình là 2 miếng vậy nha, tại mình làm 2 hôm thì mình đo kích cỡ và mình dắn cũng như hệt gì luôn nha. Rồi sau đó mình đem cái này lại nè, sau đó mình lấy cái này nè, mình nói nha. Rồi sau đó mình uống lại nha, mình uống lại, mình nói luôn nha, nè sau đó mình uống nha, mình uống cái này nè, mình nói nha. Này mình lật cái bề của cái gai nha, cái bề nè cái bề mà gai mà mình dắn vô đấy ha, là cho là cho nó xoay ngược cái gai kia nha, này xoay ngược cái gai kia nha. Đó rồi mình uống từ từ đây nè, uống từ vị trí này qua tới vị trí này nè, uống ha, uống từ từ lại cho cái này nè, nó có độ bầu một tí nha, có độ bầu một tí nha, đó mà cho nó đều nha, uống cho nó đều vậy nè, uống cho đều vậy nè ha, nói gì nè ha. Là mình gáp vô là làm cái đồ để cho chuột cái đạp chung vô đó nha. Rồi để mình uống xong chân gì nè, như thế này ha. Rồi mình xách này lại nè, uống xong phải không, xách cái này lại nha, còn mình nhét vô đây nha, mình nói vậy ha, mình nhét vô đây nè, mình nhét vô đây nè, nè mình nhét vô đây ha, nè đo từ cạnh mình này nè, tại cái này mình đo chuẩn hết rồi ha. Rồi về nịch cho mình luôn nha, để nó không chạy vô chạy ra nữa nè, là cái cạnh bên đây lại nè, đo cho nó bằng mí này nha, lấy cạnh gai nhọn dư dưới này nè, mình nói lấy cạnh gai nhọn dư dưới này nè, rồi nịch cứng lại một cái nha, nè nịch cứng mép này lại một cái ha, cứng này lại một cái. Rồi xong mình lật bên cạnh bên đây ra, lấy cạnh gai nhọn bên đây cũng vậy luôn nha, nè lấy cạnh gai nhọn bên đây luôn nha, nịch cứng dưới đây lại luôn nha, nịch ở phía dưới á, nè nịch phía dưới á, chung phía dưới phía trên được chứ, nịch sao mà cảm thấy mà nó cứng cái này được rồi, cứng là chuẩn nha, là ok liền. Rồi để mình nịch cái nha, trong đây thì nó hơi dướng cái điện thoại nó khó nịch một tí nha, nó lắc xuống nè, nịch cứng lại. Rồi ok, sau khi mà nịch cứng hai bên phải không nè, còn cạnh này nè, mình nói nha, nè cạnh này nè, để mình chỉnh điện thoại xích lên cho mọi người xem nha. Đây nè, sau khi mà cái này phối hợp nè, còn cái cạnh này phối hợp, mình nắm cái hai bên này cạnh này nè, mình cứ rút cực cái gai nha, rút cực cái gai sao mà cho cái cạnh vậy nè, cho cái cạnh mí lưới này nè, cạnh mí lưới nè là nó ôm tròn đều, nó ôm tròn đều cho nó khung này nè là ok nha, là được nha. Rồi sau khi mà nó ôm tròn đều khung phối hợp nè, cái vị trí này nè, trí này nè, rồi mình gửi đo cho Ngọc nghe nè, nè 1 2 3 4 5 cái chân cạnh thứ 5 này nè, nè lấy dây chì á, dùng dây chì dây kẽm gì đó mình buộc cứng lại nha, buộc cứng lại một cái. Rồi để một buộc cái rồi cho mọi người xem nha. Rồi nè anh em, sau khi mà Ngọc đã này cứng như này lại rồi nha, là như thế này nha. Nè còn cái cạnh bên hông này nè, cạnh bên hông anh em thấy không, cạnh bên hông này nè. Rồi sau đó mình ấn cái tay ra đây nè ha, mình nói nha, mình ấn cái tay ra đây nè, nè nè nguyên mông lần thấy không, nè nguyên lần này nè, cái cạnh này ha, vừa bằng mí thôi nha, ấn cái tay vô đây rồi mình bóp lại nha, bóp cái phần mà lưới chì dư này nè, bóp từ phía sau hết nha, là ok nha. Đó, mình ốp nó như thế này nè, đó. Rồi sau đó chăng cái cạnh lưới chì này nè. Cạnh lưới chì này nè, còn dư gai nhọn này ha. Mình lấy chỗ nào mà lấy mà mình thấy cái chỗ nào mà mình có thể quấn cộng vô được đó, mình thò mình quấn nha. Mình quấn lại 1 cái 2 cái thôi. Đó. Là cho nó là tức là cho nó chuẩn nha, cho chuẩn cái lòng của mình nha. Nó không có lắc luôn á, tức là nó không có gò gãy cái cạnh gai nhọn này, Ngọc gắn cái khác đây. Để cái lòng mình nó cứng á, nó không bị lung lơ nha, chứ phần cái mình đè được cái mặt này vô luôn nè, đè mặt vô nè là coi đẹp nha. Rồi sau khi cái bên này nha, dắn xong là như vậy nè ha, thấy không nè, đó ở cạnh bên này còn lại cái gì nha, mình đo luôn nha, đo rồi mình ốp vô luôn nha, đó mình ốp vô luôn nha. Rồi sau khi mình ốp xong luôn ha, đó sau khi mình ốp xong hai bên là như thế này nha, cái này dễ làm lắm mọi người ơi, cái này nè
chịu khó làm đi, làm cái hai cái gì đó rồi mình đặt chơi nha. Nếu như mà mình đặt chuột ở trong nhà, đặt chuột trong nhà là hiệu quả lắm nha, đặt chuột trong nhà là hiệu quả cực kỳ luôn á, nhất là những con chuột mà chung mà chuột phá phấy rồi này ha, đặt chuột nhà đi là ok luôn á. Còn anh em mà muốn đi đi ra mày gần á mà mình đánh chuột kinh tế là cũng báo phát luôn nha, nhảy lắm, có là vô liền, có là lụm liền đây đó. Tức là gì nè, đó sau khi mà mình địch xong hai bên nó gì nha, nè cái này chắc là nữa mình làm đầu đạp á, cho con chuột đạp xuống nha, nó đạp xuống chung ở đây nè, là hai bên luôn nha. Bên đây mình làm gì phải không, rồi phía sau này nè, phía sau này ha, nè đây nè mình cũng làm y hệt như luôn nha, mình làm cho mình hai cái gì nha, rồi để mình làm xong hết trơn rồi mình cho anh em xem đấy nha. Rồi nè anh em, sau khi mà mình đã vô xong hai bên là như thế này nha, nè vô xong hết trơn này ha, là như thế này nha, đó là chắc chắn nha, đậu bên đây cũng vậy, mình đậu bên đây cũng vậy luôn nha, nè vô xong rồi tiếp theo anh em làm này cho mình nha. Rồi anh em dùng cái kìm á nè, anh em thấy còn hai đầu dư không nè, hai đầu dư để làm gì nè, cái chân cái mí này nè anh em thấy không nè, nó còn mềm này nha, nó còn mềm nè, cho nên mình dùng kìm á, mình dùng kìm rồi mình siết lên kìm, mình bóp lại nha nè, mình canh lên phía trong này nè ha, phía trong này nè, rồi mình bẻ cái cọng dây chì này nè, rồi bẻ cọng dây chì này mình bẻ thẳng ra đây nha, đặng niệt cái dải dưới này nè, anh em thấy không nè, để mình bẻ cho anh em xem nha. Đây nè là một chân nha, đó là một chân nha, chân còn lại cũng vậy nha, đặt cái kìm dưới phía trong này nè, phía trong này đi, rồi mình bẻ lại nha, rồi mình bẻ lại nè, đó tức là như thế này nè. Rồi sau khi mình bẻ xong là như thế này nha, bẻ rồi mình chỉnh sửa lại cho nó ngay lại nha. Rồi sau đó nè, rồi sau đó chăng cái mối nối nè, thấy không nè, mối nối này ha, anh em cắt ra cho mình nha, nè mối nối nè, rồi anh em anh em dùng dây chì á mình nịt cứng lại nha, nịt chỗ này nè, nịt cái sát góc này một mối nha, sát góc này mối luôn, rồi nịt cái chăng chỗ này nè, làm một mối luôn nha anh em. Rồi sau đó nè, nó dư không nè, chăng cái giữa, chăng cái làn ô giữa này, mình canh chăng làn ô giữa này nè, nè mình cắt tới mí thôi nha, nè tới mí ô giữa này nè, cắt bỏ một cọng nha, cắt bỏ một chân bên đây cũng vậy, tới mí ha, tới mí thôi, tới mí bên đây thôi, cắt bỏ một chân để làm gì nè, là lát anh em biết liền nè. Anh em thấy không nè, hai cái này ha là nó vừa nhau ha, là còn một ô này, chăng cái ô này nè, tức là gì nữa, mình chổng lò xo vô nha, chổng lò xo vô để đẩy bàn đạp lên á ha. Nếu không á thì anh em làm liền luôn, nếu không á thì anh em làm liền qua luôn, rồi mình dùng lò xo kéo, rồi xo kéo mình kéo xuống vậy nè. Còn Ngọc thì không làm lò xo kéo nha, Ngọc sẽ làm lò xo đẩy, cho nên Ngọc cắt như thế này đó, rồi đem cắt Ngọc thế này đi, rồi làm y như Ngọc là được coi. Đây rồi sau đó mình nịt lại nha, hai đầu luôn nha, đầu dưới cũng vậy luôn, trên cũng vậy luôn. Rồi anh em nịt lại cho mình nha, rồi nịt cứng cái cho anh em xem nha. Rồi nè anh em, sau khi mà mình đã nịt xong nha, nè mình đã nịt xong hai cái chân á nè, cứng ha, lại là như thế này nha. Tiếp theo á anh em chuẩn bị cho mình nha, lấy cái kìm á, dùng cái kìm á thọt vô đây nè, anh em thấy chỗ này không nè, từ vị trí này nha, một bẻ cho anh em xem nha, là một phân nha, bẻ ngược cái ra một phân nha anh em, nè từ vị trí này nè, lách ngược cái ra một phân nha, đây lách ngược cái ra một phân nha. Mình để làm gì nè anh em thấy không nè, có chấn công của gạn heo nè, tới đây nè, có đầu công ra nha, để khi nữa mình đưa cái cạnh nền đạp của mình á là nằm vị trí này nha, đặng cho nó khít vô đây nè, để con chuột nó không có chung ra cái chẳng cảnh này nha, là bên này cũng vậy, bên này cũng vậy, mà ở phía sau cũng mà làm như luôn nha. Rồi để một bẻ xong cho anh em xem nha, đây thật vô luôn nha, chẳng cái nô lý chì đầu tiên nha, nè cái nô lý chì đầu tiên nè, rồi mình bẻ như là dính này lại nha, rồi mình lắc cái kìm ra là ok. Đó anh em thấy không nè, ok liền thấy không nè, chẳng cái này thấy ok không nè, đó thấy thọt ở ngoài nha, bô này bên đây cũng vậy luôn nha. Rồi ok, rồi để mình làm xong đi, rồi một lát nữa mình cho anh em xem nha. Rồi tiếp theo anh em chuẩn bị cho mình cái tấm này nha, cái tấm này tính là cái tấm giấy bìa nha, tấm giấy bìa nè, tấm giấy bìa cứng á, là cái này của cái thùng mì hay là thùng nước ngọt kìa ha, cắt ra cho mình một tấm như thế này nè, mình đo á từ vị trí này nè, là đo cho lọt lòng như đây nha, nè lọt lòng như đây thôi, nè, tới mấy vậy nè, cắt cho mình tấm giấy bìa như này nha, mình thúc vô nha, nè mình thúc vô nha, để làm gì, cái này nè là mình dùng mình để làm cái đồ mà cho con chuột nó đạp xuống á nha, mình không phải làm bằng miếng giấy đâu nha, mình làm cái cỡ á nè, là chuẩn nha, cái này là đơn giản dễ làm nè, anh em nào cũng làm được chân nha, nè sau đó mình đút vô nha, đút lọt trong cái này nha, đó nè đút lọt xong cái này đi nè, nên thấy không, nó đút lọt vô cạnh vô sâu như thế này nha, nè anh em thấy không, nó bằng kính nha, để làm gì nè, cái này chính là cái nền đạp phải không, mình cắt làm sao mà lọt lỏng nền đạp này như thế nào, anh em chuẩn bị cho mình cái viết nha, nè cái viết như thế này nè, rồi anh em quẹt cho mình như thế này nè, đo từ cạnh này nè, quẹt theo cái đường này nè đó, anh em đọt để quẹt theo cái đường này nè ha, đó nè anh em cứ quẹt tới nha, quẹt theo mấy đường này nè, đó anh em thấy không, nó tới chẳng cạnh này nè, cạnh này nè, rồi anh em làm dấu nha, nữa mình cắt cái tấm lưới chì á là nó bằng chuẩn tới đây này nha, nè bằng chuẩn tới đây này nha. Rồi sau đó mình lấy cái này ra, tấm này ra nha, mình cắt nha, đó là cái này là dễ nè anh em, chung cái này á là ai cũng có thể làm được nha. Rồi sau đó mình dùng kìm mình danh nha, nè mình danh như thế này nè cho nó chuẩn luôn nha, nè cái tới cái mí hồi sớm mình gạch nha, là cái chỗ này phải không, cắt này bỏ một cái nè, mình danh theo nha, nè mình danh theo đúng cái mí này luôn nha, đó mình danh theo đúng cái mí này luôn,
đó, để làm gì đó. Khi mà mình danh đúng vậy nè là mình đưa vô cái bàn đạp là ok luôn nha, đưa bàn đạp là chuẩn lắm anh em ơi. Cái này là cách canh là dễ nhất nha, đó thấy chỗ này thấy không, cắt luôn đây, mình cắt đường qua luôn nha, đó cắt thẳng qua luôn nha, rồi ok đó anh em thấy không. Cái này tức là các bạn đạp mình nè, các bạn đạp nó là gì nè, rồi đẹp rồi để mình làm gì, mình để mình làm sao nè, rồi khi này phải không, đây là chuẩn nha nha anh em. Khi mà đưa vô đây á tức là nó chuẩn nè, anh em thấy không nè, là nó chuẩn nha. Rồi khi mà mình làm cái làn đạp á thì mình sẽ hụt, mình cố gút cực cái ga đây, đạp khoảng 5 ly nha, để làm gì, 5 ly đặng cho nó rỗng trên đây nè, đặng đạp nó đạp xuống như anh thấy không đó. Rồi tiếp theo anh em chuẩn bị cho mình nha là cái thanh duy trì luôn nha, nè cái thanh duy trì này tức là thanh duy trì 2 ly nha, thanh duy trì 2 ly hồi nãy đó mình làm nãy giờ đó nè, thanh duy trì 2 ly nha đó. Rồi thanh duy trì 2 ly đấy, rồi để làm gì, cắt cho mình một đoạn đi ha, đoạn này cho mình dễ làm ha đó. Rồi mình uống như thế này nè, mình uống như thế này nè, mình lấy cái này lại nha, bỏ cái này qua bên đây, bây giờ không còn quan trọng cái này nữa, cái này bỏ qua bên, lấy cái này nè, mình uống lấy cộng cái thanh duy trì 2 ly nè, mình uống sao mà cho nó chuẩn ở đây ha, uống sao cho chuẩn ở đây nha, uống sao cho chuẩn vậy nè, cho nó chuẩn nha, trừ hao cái đầu này nè, gì để ra ngoài này nè, là một phân cho mình nha, là một phân nha, nè lọt ra ngoài phân gì nè, đặng một lát cái này đặng mình làm cái vòng tròn á, mình ôm vô nha, mình làm vòng tròn á, để mình móc cái đây nè, mình móc vô trong cái chân này nè, đó, rồi từ vị trí này nè. Rồi anh em đo cho mình nha, y hệt chị này nha, nó lằn theo khuôn này luôn, nó lằn theo khuôn này luôn, nhưng mà chạy tới bên trong nha. Nếu mình làm bằng cái khuôn này luôn á thì mình làm bằng cái miếng bìa cắt này nè, thì một lát mình đưa vô đây là nó không lọt nha, tại cái miếng này nè là cái miếng bằng. Còn mình thử ra mình phải làm hụt chua như nè, anh em thấy không nè, hụt chút xíu này nè, là hụt chút xíu này ha đó, mình áp lưới vô là chuẩn nha, là ok nha. Rồi để mình làm cái thành phẩm cho anh em xem nha. Rồi vậy nè anh em, sau khi mà mình đã nịch xong cái khung ha, cái khung đạp là như thế này nha. Sau đó mình dùng cái khung này nè, mình đặt lên cái nền lưới chì nha. Học nói nha, mình đặt lên cái nền lưới chì á, nè, cái nền lưới chì này là nền lưới chì lỗ phân 2 nha. Mình đặt lên như thế này nè, nè, mình đặt lên như thế này nè nha. Đó, mình đặt lên canh bằng mí như thế này nè, nó bằng mí vậy ha, nó. Rồi mình cắt nha. Đó rồi mình cắt lưới chì ra, rồi sau đó mình danh á, mình dùng mấy cái gai nhọn này nè, mình ốp vô cứng cái mặt lưới chì này lại nha. Cứng cái này lại là trở thành cái nền đạp nha. Rồi, làm cho mình nó là hai tấm như vậy nha. Rồi khi nào mình để mình làm xong đi rồi mình sẽ quay cho anh em xem nha. Rồi vậy nè anh em, sau khi mà mình đã làm xong cái nền đạp là như thế này nè nha, nè để mình gắn thử cho anh em xem nha, nè mình đem này lại nha, nè mình gắn từ vị trí của cạnh này nè, sát cạnh này phải không nè, sát cạnh này nha, nè để mình gắn cho anh em xem nha, nè gắn hai bên luôn nha, đây mình gắn cho anh em xem cái nè, ok chưa, nè anh em thấy không nè, anh em thấy không nè, đạp xuống nè, dở lên nè, anh em thấy khích ghim luôn không, nè anh em thấy không, đó cái này là nó hở nhau á anh em thấy không, nó hở á, là chỉ có 3 ly thôi nha, bên đây 3 ly nha, bên đây cũng vậy luôn nha, cạnh anh em thấy không, mỗi bên là hở 3 ly nha đó. Rồi chân chỗ này nè anh em thấy chưa có cái chỗ mà chịu này ha, khi lên luôn nè anh em thấy không, mình sẽ làm chữ L nha, mình làm chữ L á là chân cái ô này nè, anh thấy không nè, làm chữ L á là ngay đây nè, là khi mà này dở lên nha, mình dở lên á là nó dính lại nha, khi chuột chỉ đạp xuống thôi chứ hoàn toàn nó không có bung lên luôn nha anh em, không tuốt lên đây luôn nha. Rồi để mình làm chữ L xong mình gắn vô thành phẩm luôn cho anh em xem nha. Rồi nè anh em, sau khi mà mình đã gắn xong ha, nè xong cái chữ L anh em thấy không nè, chữ L này là như thế này nè nha, để làm gì nè, mình mé cho anh em xem nha, nè khi này dở lên nè, khi cái đầu đạp nó dở lên nè, thấy không, nó dướng lên nè, thấy không, nó dướng lên nè đó, nó không giờ lên được nha, chuột khi chung vô nó đạp xuống thì nó hạ xuống như thế này nha. Rồi khi mà chuột chung vô xong chân này nó dở lên nha, anh em thấy không, kích ghim luôn nha anh em, nè anh em thấy không nè, là hai bên cạnh này là chỉ có 3 ly thôi nha, nè hai bên cạnh anh em thấy không nè, nè là chỉ có 3 ly thôi nha, con chuột không bao giờ mà chen ra được cái này đâu nha anh em, chuyện đó là không có thể đâu nha. Rồi tiếp theo anh em căng cho mình như thế này nè, có hai cách căng nha. Cách thứ nhất á nè, anh em thấy mình trường ô này không, mình dùng cái lò xo á, mình đun vô đây nè để mình dỡ lên. Còn nếu không á thì anh em làm như thế này nha, cái nè, nếu anh em không có cái lò xo để dẫn á, không có dây thép để dẫn lò xo làm này á, thì trường hợp này anh em bỏ qua đi ha, khó bỏ qua, anh em dùng cái này cho mình nè, nè cái sợi này là nè, cái này là cái lò xo nha, anh em sử dụng cái lò xo này coi thiệt là mềm nha, lò xo cho thiệt là mềm á, để nó có cái độ mềm, để nó có cái độ đàn hồi tốt nha, nó nhẹ nhàng để chuột lên xuống nha. Rồi mình gắn ở chỗ này nè, này gắn ở đây nè ha, rồi móc mình dỡ lên nè, móc mình cái mình dỡ lên trên này nè, nè anh em thấy không nè, dỡ trên này nè, anh em thấy không nè, đó anh em thấy không, nè, nó có độ đàn hồi liền, anh em thấy không nè, đó khi mà mình đi gài nó như thế này nha, khi con chuột chung vô đạp như thế này nè, nó đạp xuống này ha, nó đạp xong chơi nó chung lúc chổng rồi xong chơi cái này tiếp tục nó dỡ lên, anh em thấy không nè, nhẹ nhàng vậy nè, phải nhẹ nhàng mới được, càng nhẹ chừng nào là càng tốt chừng đó nha. Anh em đừng có nghĩ là mình làm lò xo này nó nặng á, làm nặng nó sẽ giữ được cái này, không có đâu nha, con chuột từ dưới nó nung lên không mà, nó nung lên sẽ dướng cái chân chữ L này nè, dướng chân chữ L này thì cái nắp này không bao giờ ra được đâu nha, tại vì hai bên cạnh dây chằng cái chì nên anh em thấy không, nè mình có nịch tới chân nha, mình nịch dây sắt lại chân nè, là hai bên này nha, là con chuột không bao giờ nung mà hô mà cong cái này ra được đâu nha, chuyện đó không có thể nha đó. Rồi anh em cứ làm cho mình gì đây là ok liền đó. Rồi tiếp theo anh em chuẩn bị cho mình này nha, nè
mình làm sẵn luôn nha, để đỡ mất cái thời gian của anh em nha. Sau đó anh em cắt lưới cho mình nha, nè, lưới này nè, Ngọc nói nha, cắt lưới này nè là 5 ô nha, là 5 ô. Cái chiều dài của cái này đó là cái tấm lưới này nè là 20 ô nha. Để mình gắn lại làm cái khung đường màu vậy nè, Ngọc nói nha, nè, làm khung đường màu như thế này nha. Thì anh em cứ làm cắt cho mình như thế này nè, rồi gắn cho mình là thành cái hộp đựng màu như thế này. Rồi mình canh ở chân giữa này nè, anh em để cái lồng phải không nè, căng ngay giữa này nè. Anh em cắt á, 5 lỗ tròn trên lỗ giữa này nha. Tại cái này đó thì nó hai hôm mình phải cắt ngay giữa, đang mà để hộp đựng màu ngay giữa. Tại khi chuột nó đi vòng cái giật này nè, một lát nó chung vô nha. Hôm nào nó cũng chung được chân á. Mình thử ra cái hộp đựng màu rồi mình phải để ngay giữa này nè, nè. Rồi để mình cắt xong rồi mình để cái hôm mình để cái đồ đựng màu xuống cho anh em xem nha. Rồi nè anh em, sau khi mà mình đã làm xong nha, nè, mình đã làm thành phẩm xong cái hộp đựng màu đi như thế này nha, mình gắp vô luôn. Cái hộp đựng màu này á, khi mà mình làm xong phải không? Thì mình đưa vô đường này nè, mình hạ này xuống nha, mình hạ cái cánh này nè. Đó, mình hạ trước này rồi mình nung vô sống cho mình đưa anh em mình gắp lại nha. Nè, đó, mình dở lên này ha, nè, hộp đựng màu lên thấy nè, hộp đựng màu mình bỏ màu vô đây này nha. Màu vô đây sống cho lấy cái này nè mình đậy lại, nè, lấy cái này nè mình đậy lại. Cái lên đây mình làm cộng dây chì vậy đó, mình gài lại như nè, là ok nha, thì xem như là thành phẩm nha. Là ok luôn đó. Anh em thấy không? Đó. Sau khi mà cái bẫy chuột tự động mình làm thành phẩm xong là như thế này nè anh em. Cái bẫy này hiệu quả lắm nha. Cái chỗ nào mà có chuột đi, ít hay nhiều mình không cần biết nha, ít hay nhiều thì anh em cứ đặt đi, bảo đảm với anh em á là sẽ dính nha. Hiệu quả tuyệt đối 100% luôn. Thì anh em cứ làm đi. Nè, đầu tiên nếu anh em á, anh em sợ á, thì anh em làm, tí anh em sợ thì anh em làm thôi nha. Tí anh em làm một cái thôi, anh em làm một cái thử trước đi. Rồi khi nào anh em thấy hiệu quả thì lúc đó anh em phải mua lưới nhiều. Rồi anh em làm nhiều lên, anh em đi đặt đi. Đi quay cây ra gần á, đặt kinh tế là bảo đảm nha. Còn màu á thì mình nói nha. Màu á thì anh em sử dụng á là màu gì thì cũng tùy nha, tùy theo ở cái vùng, tùy theo cái chỗ của mình. Giả sử mình có cái màu gì thì mình đặt một màu đó. Giả như mình có khóm á, thì mình bỏ khóm vô đây ha, mình đặt tỉ chỗ mình có dừa hay có khoai gì đó thì mình bỏ vô đây. Còn nếu như á mà mình còn nếu như mà anh em mà dùng cái bẫy này nè mà đặt chuột ở trong nhà nha, là mình nói đặt chuột ở trong nhà á, thì anh em dùng cái con mắm nha, anh em dùng cái con mắm mình á, con mắm cá sặc cũng được, mắm cá linh cũng được, anh em bỏ vô đây nè, một con hai con nha, là bảo đảm anh em á là đặt đi là có chuột lắc chuột xạ trong nhà, mấy chuột đó hôi lắm nha anh em, nghe nó hôi lắm. Rồi mình dùng mồi đó mình đặt đi là bảo đảm trong đêm đó là có chuột sắt chuột lắc cái chuột xạ bao nhiêu nha, là chung vô trong cái lồng này hết trơn nè, mình dám bảo đảm với anh em chắc chắn 100% nha. Còn khi mình đi ra vườn á thì mình đừng sử dụng mồi đó nha, đi ra vườn á thì mình sử dụng, nếu mà được á thì anh em chỉ kiếm hộp đậu phộng cho mình nha. Cái hộp đậu phộng mình á anh em đi gan á, nước mắm đường á cho nó hay kẹo kẹo một tí nha, hay kẹo kẹo một tí anh em bỏ vô đây đi là bảo đảm nha, là ngoài vườn á là có chuột dừa ha, chuột dừa đó có bao nhiêu á, chuột vườn chuột đồng rồi đó có bao nhiêu là chung vô cái lồng này hết nha anh em, rất là nhiều nha. Cái bẫy này tuyệt đối là hiệu quả là 100% nha. Hãy gọi anh em cứ làm đi. Rồi vậy là xem như cái bẫy chuột tự động hai hôm của mình làm xong thành phẩm nó như thế này nè, mình thử cho anh em xem nè. Chuột chung vô nè thì dở lên này ha, con chuột không bao giờ ra được nha. Để khi dưới đậu lên á là bị kẹt cái này lại nè, cái chân vị trí này nè anh em thấy không, từ vị trí bên đây nè, mình nói nha, từ vị trí bên đây qua tới vị trí bên đây nha, là có khoảng cái chân giữa này nè, có khoảng chân giữa này nha. Cái anh em dùng á, dùng dây chì ha nè, làm cái phen vòng tròn như thế này nè, để giữ nó lại nha, để cái phen vòng tròn á, từ cái mí này với mí này nè, mình nói nè gì nè, tức là khi con chuột nó nung á, nó có lại cái đầu này nè, nó nung này ra cũng không về ra được nha. Cái này là nó cho nó chắc ăn nha, cái này chắc chắn luôn nè. Đó, anh em thấy im không? Anh em thấy ok không? Đó. Rồi. Anh em làm cái bẫy tự động này nè, anh em lại làm từ từ thôi nha, làm từ từ thôi. Đừng có gấp. Là sẽ thành công à. Rồi. Mình chúc cho tất cả anh em làm bẫy chuột tự động thành công nha. Rồi, vậy mình cũng xin kết thúc cái video ở đây luôn nha. Rồi, bye bye anh em.